chị đã biết rồi, chúng ta điều tiết cơ là để các chị hiểu rõ hơn. Chúng ta thấy là triệu chứng phản ứng thực chất là phản ứng của cơ thể đối với tình trạng đường huyết trong máu thấp xuống. Thế thì chúng ta thấy khi mà đường huyết nó xuống khoảng độ 60 mg/dL và khoảng độ 3.3 đến 3.6 mg/dL thì chúng ta thấy các triệu chứng thần kinh tự động, tức là các tuyến nội tiết đối nghịch nó sẽ tăng tiếp, đó là tuyến giáp, tuyến thượng thận, tuyến yên, và có thể cả cái tuyến tụy nội tiết là cũng thể là cái bàn răng cũng có nó tăng tiếp lên. Chứ chúng ta thấy nếu bị hạn huyết nhẹ thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng của thần kinh tự động, tức là vã mồ hôi, run chân tay, nhịp tim nhanh, rồi có thể hồi hộp, đánh trống ngực. Nếu mà đã mức này lên thì tất cả người ta gọi đó tham muốn đối kháng, làm tăng đường huyết lên, không giải quyết được vấn đề, đường huyết của bệnh nhân tiếp tục mà giảm xuống nữa, tức là xuống đến mức khoảng độ 2.7-2.8 mg/dL thì bệnh nhân bắt đầu có các triệu chứng của thiếu glucose ở não, bệnh nhân sẽ đau đầu, choáng váng, rối loạn ý thức và có thể hy vọng hôn mê, thậm chí là có thể co giật. Còn nếu mà bệnh nhân hạ huyết nặng hơn nữa thì các triệu chứng nó có thể và sẽ nặng lên, phối hợp sẽ tăng lên. Thế thì người ta chia ra bằng hai cái triệu chứng, đây là cái triệu chứng của thần kinh tự chủ và đây là triệu chứng của thần kinh trung ương. Và nhớ là nếu có triệu chứng của thần kinh trung ương có nghĩa là hạ huyết nặng, có nghĩa là thường cơ chứ không phải là tất cả, là cái hạ huyết của bệnh nhân, cái nồng độ đường huyết của bệnh nhân sẽ giảm xuống. Và đây chúng ta cũng vậy, liên quan đến câu chuyện là với một bệnh nhân chúng ta cố gắng là xử trí ngay, thì chúng ta thấy nếu chúng ta phát hiện cái hạ huyết của bệnh nhân càng sớm thì cái nguy cơ bị tổn thương não sẽ càng ít hơn. Nếu bệnh nhân bị 2-3 giờ bắt đầu có tình trạng não đo đường, nếu để 4 giờ có tình trạng nguy cơ là nguy cơ mất não, để 6 giờ có nguy cơ nhiễm trùng, và nếu trên 6 giờ thì gần như chắc chắn là bệnh nhân sẽ có nguy cơ tử vong nếu cứ liên tục dưới cái mức khoảng 2.2-2.3 mg/dL. Thì đây chúng ta thấy vậy thì cái nguy cơ nào dẫn đến là cái hạ huyết nó gây ra tử vong thì chúng ta đã nói rồi, chủ yếu là liên quan đến cái gọi là tăng hoạt động của các cái hệ gọi là giao cảm tự thận. Ngoài ra còn có vai trò của phá bệnh cầu, co mạch, giải phóng oxy thông kinh và các chất trung gian gây viêm, là tình trạng tăng đông cũng là cái yếu tố có phần thêm vào. Bây giờ chúng ta muốn nhận diện nguy cơ gây hạ đường huyết là cái gì. Chúng ta thấy là nguy cơ đáng rất rõ, chúng ta thấy là insulin hoặc là insulin, tức là phải có tình trạng tăng tiết insulin lên, tức là phải có insulin hoặc là lúc kích thích tăng tiết insulin. Có thuốc kích thích tiết insulin chúng ta đều biết đầu bảng sẽ là insulin gì, là cái thuốc phải đúng nhất. Kèm theo bệnh nhân có thêm những yếu tố bỏ ăn không đều, tuổi cao, bị đái đường lâu, hạ huyết không triệu chứng, tập thể dục thể thao nặng, dùng quá liều thuốc có thể vô tình hoặc là cố ý, hoặc là bệnh nhân uống quá nhiều rượu, suy thận, suy gan. Chúng ta thấy thì riêng uống rượu các chị cũng hẳn đã biết rồi, lưu ý là nếu chúng ta bị đói thì thông thường cơ thể sẽ phải có cái chuyện phản ứng lấy glycogen từ gan chuyển tất cả thành glucose. Nên cái quá trình đó nó sẽ gây ức chế về rượu, và thưa anh chị, cái nồng độ rượu mà có khả năng ức chế gan sản xuất glucose nó thấp hơn rất nhiều so với cái mức mà rượu mà có thể gây cho chúng ta cảm giác chênh phán, hoặc có thể bị gan công an, cảnh sát giao thông nộp phạt. Tức là nếu chúng ta uống nhiều rượu mà cái bệnh nhân đái đường bị hạ huyết thì chúng ta sẽ bị phạt trước khi là bị anh cảnh sát giao thông bị phạt, hoặc là có nguy cơ gây ra tai nạn. Thế thì đây chúng ta thấy trong trường hợp nào chúng ta nhận diện một cái bệnh nhân, người ta đến người ta thấy mệt, người ta thấy có rối loạn ý thức, thoáng qua, hoặc là người ta nói là tôi có đau đầu, chúng ta sẽ hỏi là trong trường hợp nào phải nhìn lại xem là trong bệnh nhân này có rơi vào những hoàn cảnh nguy cơ hạ huyết nặng hay không, tức là chúng ta đặt nhiều quá chặt hay không, bệnh nhân có bị hạ huyết tái phát nhiều lần hay không, bệnh nhân có thể là trước đây đã bị hạ huyết mất triệu chứng hay không, hay là bệnh nhân có bệnh lý thần kinh tự chủ, tức là có rối loạn về thần kinh hoặc là tiêu hóa rồi, hay là bệnh nhân có suy thận mạng giai đoạn cuối, có bệnh gan suy dinh dưỡng, bệnh nhân uống rượu, hoặc là một số bệnh nhân mà dùng các thuốc chạy gây ra giao cảm, ví dụ như có bệnh vành chẳng hạn, thì nó cũng sẽ làm bờ mất các triệu chứng đi, và bệnh nhân sẽ bị bỏ qua cái giai đoạn cảnh báo, tức là giai đoạn mà đang có triệu chứng của thần kinh giao cảm. Thế thì chúng ta thấy là trong số những nguyên nhân đó thì có hai nguyên nhân muốn lưu ý với chị. Đầu tiên đó là bệnh gan. Thì mình tại sao mình đây là cái nguồn chính cung cấp mà chúng ta đều ăn vào để chuyển glycogen từ chất ở gan, và ngoài bữa ăn thì nó sẽ lấy glycogen và tân tạo thành glucose. Tuy nhiên thì gan cái kho mà có vấn đề thì chắc chắn là khi bệnh nhân bị hạ đường huyết thì gan cái nguồn cung cấp nó không đủ, nguy cơ hạ đường huyết của bệnh nhân sẽ tăng lên. Cho nên với các bệnh nhân sơ gan chẳng hạn thì chúng ta lưu ý là cái mục tiêu chúng ta phải đặt vừa thôi chứ không nên chặt chẽ quá. Tuy nhiên người ta nói là nếu bệnh nhân chỉ có bệnh gan đơn thuần mà thận bệnh nhân cũng ok thì nguy cơ hạ huyết nó còn ít, nhưng nếu có cả suy gan, cả suy thận, sơ gan suy thận thì nguy cơ hạ huyết sẽ cao hơn, bởi vì thận cũng đóng một vai trò hỗ trợ, yểm trợ cho cái gan trong quá trình sản xuất ra glucose. Và đây chúng ta thấy nó đóng góp khoảng 15% lượng glucose, và nếu xét trên nồng độ đúng như lúc đó thì cái thận đóng vai trò có thể là cái nơi cung cấp cho đến khoảng 50% lượng glucose ở trong trạng lúc đói. Chúng ta thấy là có rất là nhiều các nguyên nhân suy thận, đúng không? Và đặc biệt là chúng ta thấy cái nguyên nhân chính là cái gì?
là thời gian mang thai cũng kéo dài, thời gian mang thai cũng kéo dài, cái mức độ của thận nó giảm, insulin nó thì giảm thoái hóa, các thuốc giảm thoái hóa nó sẽ tăng lên, bệnh nhân suy thận thường giảm lên, bao giờ thận mắc kém, cho nên là cái nguy cơ bệnh nhân người ta sẽ bị hạ huyết nhiều hơn, nhiều hơn. Thế thì trong số các thuốc điều trị chúng ta thấy cái nguy cơ cao nhất sẽ là cái gì? Đó là insulin. Các thuốc còn lại đều được xếp vào cái nguy cơ hạ huyết thấp. Với đây trong nghiên cứu của KVN chúng ta thấy nguy cơ hạ huyết cao nhất là cái gì? Là insulin. Cái màu vàng vàng hình vuông đây. Sau đó đến các cái sulfonylurea và chúng ta thấy là có glimepiride và chlorpromazine. Chlorpromazine thì chúng ta thấy là thể hệ một đang dùng cái thôi, còn glimepiride tức là glimepiride thì chúng ta bây giờ cũng rất là ít dùng. Trong khi đó chúng ta thấy nếu mà metformin thì cơ hạ huyết thấp hơn, và đặc biệt nếu bệnh nhân điều trị theo cái màu chắc chắn đây, tức là bệnh nhân điều trị gặp thay đổi lối sống thôi thì nguy cơ hạ huyết chúng ta sẽ rất là thấp. Và đây chúng ta thấy là trong số các loại sulfonylurea thì nhấn mạnh là glimepiride là cái thuốc gây hạ huyết nhiều nhất so với các cái sulfonylurea khác. Chúng ta thấy nó là nguy cơ gây hạ huyết nhiều nhất, nguy cơ hạ huyết của nó tăng lên có thể gấp đến khoảng 1.5 lần. Và trong trường hợp chúng ta thấy đa phần các bệnh nhân chúng ta là điều trị phối hợp có thể hai thuốc hoặc ba thuốc, và chúng ta thấy tất cả những cái gì điều trị có phối hợp tên sulfonylurea và khi cái nguy cơ hạ huyết của bệnh nhân bao giờ sẽ cao hơn. Nếu chúng ta thấy đơn trị liệu thì nguy cơ hạ huyết của bệnh nhân sulfonylurea cao hơn, và nếu phối hợp mà sulfonylurea so cộng với metformin so với sulfonylurea đơn thuần thì nguy cơ hạ huyết của bệnh nhân cũng sẽ tăng lên, chúng ta hết sức để lưu ý điều đó. Đối với insulin thì sao? Insulin là cái thủ phạm chính gây hạ huyết, nhưng mà các insulin thì nó cũng không phải là cái nguy cơ hạ huyết của người ta sẽ như nhau. Chúng ta thấy những cái thuốc gì mà insulin gọi là nhanh, tác dụng nhanh thì chúng ta thấy là cái nguy cơ hạ huyết của nhân sẽ cao nhất. Insulin analog, insulin gọi là hưu nhanh nhất. Thế còn nếu như những cái loại mà nền, ví dụ như đặc biệt chúng ta thấy nếu mà lantus hoặc là lovavir thì cái nguy cơ hạ huyết của nhân sẽ là thấp nhất. Thấp nhất. Cùng là insulin nền, nhưng nếu chúng ta sử dụng insulin nền là insulin NPH quan trọng thì nguy cơ hạ huyết của bệnh nhân sẽ cao hơn so với lại các insulin nền analog. Bây giờ điều trị bằng cách nào? Thì thưa anh chị là điều trị cũng không điều trị hạ huyết, cũng giống như điều trị bệnh nhân đái đường. Lưu ý là chúng ta cá thể hóa, không thể có cái pháp đồ nào chung cho mọi người. Bởi chúng ta thấy là cái đáp ứng mà tôi có nói là cái ngưỡng cái hạ huyết của người khác nhau, nguyên nhân gây hạ huyết khác nhau, đáp ứng của mỗi người khác nhau, hoàn cảnh người ta. Thì chúng ta đang bàn đến ngoại trú, có những người thì bệnh nhân cứ bảo là ngay cả những nội trú tôi có hạ huyết bao giờ cô y tá thử mà nguyên thấy thấp thì bảo ba ơi, bác có sữa bác uống, bác có sữa đường không? Bảo tôi đái đường bao giờ không ăn sữa thì có đường thì làm gì, đúng không? Không phải ai có, nhưng mà nếu mà đúng ra thì chúng ta thấy là chúng ta vẫn phải chặt tất cả cái nhân đái đường, phải có cái gì đó, phải có đường glucose, mình người có là kẹo là bánh hay là sữa có đường thì sẽ có đường. Nhưng mà nếu chúng ta không bảo thì bệnh nhân thì là không biết và cái đáp ứng điều trị người ta sẽ khác nhau. Thế thì lưu ý là nếu một bệnh nhân có hạ huyết thì phải đến ngay đến bệnh nhân hoặc là insulin hoặc là SU. Cái thứ hai là bắt buộc phải lưu ý đây là điều trị cấp cứu, thậm chí là tối cấp nếu bệnh nhân ta không lên. Và cái điều trị kéo dài bao nhiêu lâu, mức độ cường độ điều trị nhanh hay mạnh như nào phụ thuộc vào nguyên nhân. Vì nếu chúng ta thấy là nếu mà insulin thì chúng ta chỉ điều trị có thể 4 đến 6 tiếng sau là nó hết tác dụng. Nhưng mà nếu chúng ta lại dùng các loại insulin kéo dài như glucagonide hoặc là glimepiride mà tác dụng 24 giờ chẳng hạn thì rõ ràng nguy cơ hạ huyết của nhân sẽ tăng lên. Nếu mà bệnh nhân lại có suy thận nữa thì nguy cơ hạ huyết của nhân sẽ kéo dài ra, đúng không? Và để chẩn đoán chắc chắn thì trước khi điều trị thì bao giờ chúng ta cũng phải thử được cái đường máu của bệnh nhân, có thể lấy máu kết mạc hoặc thử đường máu ma mạch. Nhưng lưu ý là không bắt buộc, nếu trong trường hợp chúng ta không có cách nào lấy thử được đường máu, không có máy đo đường máu thì chúng ta chấp nhận phương án thả nhầm hơn bỏ sót, bởi vì chúng ta thấy là hạ đường huyết tóm lại cũng nguyên tăng đường huyết thì chúng ta thả nhầm hơn bỏ sót. Và cái điều trị đó chính là một cái test đánh giá, nếu chúng ta điều trị đúng thì bệnh nhân người ta sẽ tỉnh và sẽ có cái đáp ứng với bệnh nhân. Và tất cả các bệnh nhân nếu đã bị hạ đường huyết thì chỉ phải ghi lại trong hồ sơ bệnh án có cái sổ ghi lại của chú và nhìn có cái hạ đường huyết đấy để chúng ta có thể cảnh báo cho bệnh nhân. Thế thì cái phương án gọi là chuẩn nhất là cái gì? Chúng ta đo insulin và tốc độ C-peptide xem đúng là thực sự là nguyên nhân là do tăng insulin lên hay không. Và chúng ta thấy là nếu như là tốc độ insulin tăng và C-peptide tăng thì chúng ta thấy trường hợp này là tính đến insulin nổ, tức là u tụy tăng lên insulin. Còn nếu mà chúng ta đang thấy là cái gì? Nếu mà insulin tăng nhưng mà C-peptide mà giảm thì đây chúng ta thấy insulin này chính là insulin ngoại trú. C-peptide giảm sản xuất insulin nội sinh nó không có, và đây chủ yếu insulin là chắc chắn là insulin từ bên ngoài cơ bản, thì chắc chắn đây là trong trường hợp bệnh nhân dùng insulin quá liều. Còn chúng ta thấy nếu như là
các cái bệnh nhân mà chúng ta thấy là nồng độ insulin của bệnh nhân tăng lên và CPK của bệnh nhân lại tăng lên, nhiều khả năng đấy là do dùng insulin nó kích bị tăng tiết quá nhiều insulin. Tức là về điều trị insulin thì cách thông thường nhất là chúng ta cho bệnh nhân dùng một cái gói, nếu bệnh nhân trường hợp tỉnh tổng uống 15-20g glucose, đấy tất cả các nước các bệnh viện đều phát đồ là như thế thì giờ chúng tôi sẽ nói. Và nếu mà có glucose này thì bất kỳ cái thức ăn nào có các quan điểm này cố tây, nhưng mà bệnh nhân người ta ăn thịt hoặc là ăn cá, người ta cần các quan điểm này, người ta không cần mua tít và lý tít, nên phải nói là bệnh nhân phải uống nước đường hoặc là ăn carbohydrate. Và lưu ý là nếu chúng ta lại cái thức ăn của bệnh nhân carbohydrate mà lại kèm theo có nhiều béo nhiều thì đã làm chậm hấp thu cái carbohydrate đấy thì không vấn đề, không vấn đề. Và sau 15 phút chúng ta phải đo lại cái máu, nếu nó thấp chúng ta phải lặp lại điều trị cho bệnh nhân. Và nếu bệnh nhân khi chỉ làm một bình thường rồi thì chúng ta phải đo cho bệnh nhân ăn được uống và phải tăng lên chút để phòng ngừa những nguy cơ sẽ bị hại không biết. Bởi vì cách đây 2 năm vào ngày 1 tháng 9, tôi trưởng chuyên khoa thì gặp cái bà cụ 78 tuổi ở Thạch Thất chuyển đến. Thế thì cụ này là lúc được chẩn đoán tai đường đúng là 8, các anh chị ở dưới đó cho một viên glibenclamin. Thế sau đó thì hơn 1 tháng sau quay lại thì đúng với của bệnh nhân là 78mmol/lít với một cụ 79 tuổi, quá tốt rồi. Nhưng anh đó thì điều trị quá tích cực, anh cho thêm viên glibenclamin thật. Và bệnh nhân người ta bị hạ đường huyết. Bệnh nhân vào viện, các anh chẩn đoán xử trí rất là tốt, cho chuyển đường, tiêm đường bệnh nhân tỉnh, sau đó chuyển ra đến khoa cấp cứu 39 vì trên đường đi bệnh nhân lại hôn mê rồi. Hóa ra là vì sao? Vì không có cái nguồn cung cấp, tức là đi cụ dậy xuống sóc, tức là gập cái tay vào nó bị ngừng cái đường truyền, bệnh nhân lại rơi vào hôn mê, đấy là mệt. Vì chúng ta đều biết là với những người 79 tuổi thì chắc chắn các cái bà cụ nông thôn cũng có hơn 40 cân thôi thì cái mức lọc cầu thận người ta rất giảm, mặc dù cái lên máu người ta bình thường nhưng mức lọc cầu thận người ta sẽ giảm và chắc chắn là cái độ thanh thải thuốc nó giảm đi và thời gian thuốc, ta cũng thuốc nó sẽ kéo dài hơn. Bây giờ thì thưa anh chị là các chị sẽ thắc mắc là tại 15g glucose nó là tương ứng như thế nào. Thì thưa anh chị là một số nước, ví dụ tôi tham khảo ở Singapore thì trong các bệnh viện họ đều có cái gói đường, các cái khoa nội tiết và các khoa điều trị nội trú đều có. Nếu bệnh nhân có thì mở ra pha là thế là vừa chuẩn mà lại vừa nhanh, đúng không? Chẳng phải hỏi những sữa hay không. Thế còn nó có thể một cái ống glucose dạng gen, hoặc là có thể nho khô, hoặc là nước cam, hoặc nước soda, nước coca, có thể súp đường mật ong hoặc siro ngũ cốc, hoặc là sữa không béo nhá, sữa không béo, hoặc là có thể một vài kẹo nhỏ thì đó nó có thể tương ứng với lại 15g glucose. Thế thì chúng ta mới xem xét là tại sao chúng ta lại phải lặp lại sau 15 phút. Chúng ta thấy thông thường với 15g glucose đó thì mức đường huyết tăng lên nó chỉ là vừa phải mà thôi. Và đặc biệt chúng ta nhìn thấy đấy, nếu những người càng béo thì cái mức đường huyết của người ta tăng lên càng ít, có lẽ tỷ lệ máu ra nhiều hơn, đúng không ạ? Nó phân bố nhiều hơn thì chị. Thế nên thì nếu càng béo thì có thể cái mức điều trị và chúng ta thấy cùng cái mức đó thì với một người mà chỉ khoảng độ 30-40 cân khác với một người 70-80 cân thì mức đường huyết nó chênh nhau thì khoảng độ 40% với cùng một cái lượng đường ta đưa vào. Thế thì sau đó chúng tôi nói là chúng ta phải tìm hoàn cảnh, những cái nguyên nhân thuận lợi mới là cái mà chúng ta cần đi tìm. Thế thì nếu không thể giải thích được, tốt nhất là cứ giảm liều insulin đi, hoặc giảm liều thuốc uống đi, hoặc là bảo bệnh nhân ăn tăng lên. Có nhiều trường hợp bệnh nhân đến có triệu chứng hạ đường huyết, tôi nói bệnh nhân là bây giờ có 2 phương án cho bác. Bây giờ bác người thì muốn một là bác ăn tăng lên, 2 là tôi giảm insulin. Bác chọn cái phương án nào? Chúng ta có thể trao đổi với bệnh nhân, bởi vì mục tiêu của chúng ta điều trị không chỉ là kiểm soát tốt đường huyết mà bệnh nhân phải có, người ta phải có một cái gọi là cái hình thể, người ta phải có nuôi lý tưởng, người ta phải có sức khỏe, người ta học tập vui chơi, người ta phải thưởng thức. Nên chúng ta sẽ phải thảo luận với bệnh nhân là bây giờ tôi muốn giữ liều như này nhưng mà thấy bác ăn tăng lên thì hơn 1-2 bữa hoặc ăn cái lượng bữa chính lên hoặc là tôi sẽ giảm đi. Chúng ta có thể trao đổi với bệnh nhân. Nếu mà biết chắc chắn là tại một thời điểm cứ tầm khoảng 9-10 giờ sáng nhiều bệnh nhân đến các bạn 10 giờ 11 10 giờ 15 tôi hay nói là thế thì giảm liều insulin buổi sáng đi, hoặc là tầm 9 giờ 9 rưỡi bác ăn một cái bữa phụ cho tôi, đúng không? Không nhất thiết là phải giảm liều, chúng ta có thể đến những ăn thêm cái bữa phụ cho đó. Bởi vì nếu chúng ta giảm liều đi thì có thể thấy là bệnh nhân thử đường máu của những chiều tố của bệnh nhân thì nó đang ổn rồi. Nếu chúng ta giảm liều đi thì có thể đến chiều tố đường máu của bệnh nhân lại cao lên, hoặc là sáng hôm sau chúng ta giảm liều đi đường máu sáng hôm sau bệnh nhân lại giảm đi. Thì chúng tôi cũng giữ cái điều đó và tương ứng bệnh nhân có thể ăn tăng lên, đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta thấy là nếu mà không giải thích được, chúng ta cũng tốt nhất là giảm liều insulin, giảm liều insulin của bệnh nhân đi. Bây giờ trường hợp là nếu bệnh nhân hạ đường huyết nặng có triệu chứng thần kinh thì sao? Thì tất cả các khuyến cáo đều nói là chúng ta tiêm những loại glucose 30%, 50% thì còn có cái tranh cãi, còn có tranh cãi. Bởi vì chúng ta tiêm những lượng nặng quá thì rất dễ là kích ứng các cái ven. Khoảng độ 25g trong khoảng 1-3 phút, nhấn mạnh cho chị là tiêm chứ không phải truyền. Truyền 1 phút chúng ta có khi chỉ được
7 ml thôi. Thì đây chúng ta đưa một được 12 người 3 ml vào rất nhanh thì đó chúng ta hôn mê rồi, đúng không? Yeah. Và lưu ý là chúng ta phải đặt ngay cái lượng truyền tĩnh mạch lớn và kim to, có thể càng đẹp ngoài kim được càng tốt. Tất nhiên là chúng ta không cầu kỳ quá, vì lúc đấy chúng ta cấp cứu có thể có anh tự tiêm thì cái nhỏ cũng được, và anh đặt cái đường truyền. Nhưng sau khi xử trí bằng cái này rồi thì tất cả các bài ở nước ngoài đều nói là glucagon. Nhà mình không có glucagon, bây giờ làm thế nào? Thì tôi đi tìm mãi các tài liệu thì thấy có một tài liệu nói là sau đó chúng ta có thể truyền tĩnh mạch gồm 10% với tốc độ từ 2 đến 5 ml thì mình làm thế nào? Đây là trong trường hợp là với điều kiện bệnh nhân phải tịnh độ, và nếu bệnh nhân không tịnh ta vẫn tiếp tục phải đưa một cuộc ưu trường vào, ưu trường nồng độ cao này. Còn sau đó tịnh độ thì một vài tài liệu chúng tôi tìm được thì người ta khuyên cáo chúng ta đưa một cuộc ưu trường 10%, không nên đưa cái ưu trường quá nhiều nữa, và phải tìm ngay nguyên nhân và phải theo dõi chặt bệnh nhân đề phòng hạn huyết tái phát. Rất nhiều trường hợp cấp cứu thành công rồi bỏ đi, sau đó bệnh nhân lại quay lại hàng viện. Khi mà tôi học nội chú thì có cái ca, có một cái bệnh nhân người ta vào thì lấn phổi, sau đó bệnh nhân bị hạ đường huyết, thái đường hạ đường huyết. Vậy những này chỉ yêu cầu là các bác chữa cho em một tuần nữa cưới con, và hôm nay lân coi như là bị thở máy rồi, thì để xong cưới con xong thì về, cái bệnh nhân bị hạ đường huyết liên tục. Và thì sau này thì ra phát ra cái gì, bệnh nhân dùng thêm một số chống đông, và thứ chống đông này nó tương tốt với là hạ đường huyết, và nó bị hạ đường huyết. Và bệnh nhân bị suy thận vì quá trình nằm viện lâu quá sử dụng quẩn, nên mặc dù ngừng thuốc hạ đường huyết rồi nhưng mà bệnh nhân bị tình trạng hạ đường huyết nó kéo dài. Đó là lưu ý phát hiện hạ đường huyết không có triệu chứng, chúng ta phải hỏi. Ví dụ sáng ra dậy bác thấy đau đầu không, có thấy đã mồ hôi nhiều không, đêm có hay mê không, mê không gặp người yêu cũ, hoặc gặp vợ thôi chẳng hạn, gặp chồng thôi, gặp ác mộng thôi chẳng hạn, những cái khả năng đấy là não người nó đói, đường máu nó thấp quá rồi. Còn mê cái rất kỳ diệu, có khi là đó cũng cô phải trung bình hơn, mê mà lại chạy theo hồ bão thì rất là nguy hiểm, ác mộng, đúng không? Và phải đánh giá xem là bệnh nhân này xem có biến chứng tự chủ hay không, có dùng thuốc gì hay không, có nguy cơ, có cái yếu tố thuận lợi là mất các triệu chứng của hạ huyết hay không. Và nếu những bệnh nhân bị hạ huyết không hiểu chứng, chúng ta phải đánh giá lại phác đồ, nâng cao cái mục tiêu đường huyết lên. Nếu chúng ta thấy mục tiêu thường là dưới 7%, nhưng nếu có nguy cơ hạ huyết của bệnh nhân mà cao, chúng ta có thể 8%. Đặc biệt là nếu không có triệu chứng có thể 8%, thậm chí với những bệnh nhân 7 năm 8 tuổi rồi có thể chấp nhận 8-5% hoặc là gần 10% cũng được, đúng không? Chứ không biết.